Lâu lắm rồi á Thề với anh em luôn Lâu lắm rồi mới quảng cáo lại shop á nha à, Anh em muốn vô shop của mình thì click vào một video bất kỳ Xong rồi kéo xuống một đoạn ở bên dưới phần mô tả có link nhá và ngọc 957 com và acc 957 com đây chính là hai shop của mình rất mong anh em ủng hộ dịp tết này nhá Vàng ngọc 957 com thì shop bán vàng ngọc tự động nhá Ngày ngày 30 là mình sẽ có giá ngọc tết luôn cho anh em nhá à, đua top thì nhận quà khủng này đồng thời là nói chung là chủ yếu là ủng hộ mình mua vàng mua ngọc 10 server hoàn toàn tự động à, cần hỗ trợ nhắn tin góc phải màn hình này hỗ trợ là 24 trên 24 luôn mùng 1 mùng 2 mùng 3 Tết bên mình vẫn hỗ trợ nên là anh em đừng có lo từ trước đến giờ mua ngọc bên mình là biết rồi biết rồi ha acc97.com thì mọi người biết rồi à, cũng có bán vàng với và bán ngọc luôn đó giá giá thì y như nhau rồi à, dịch vụ thì chắc Tết này là làm chậm hơn tí còn à, anh bên mình thì vẫn hỗ trợ anh em nha sơ sinh quyên danh trại zin này vật phẩm 10 xe đồ này rồi nick ngọc rồng đủ thể loại nick từ thấp cho đến cao luôn anh em ủng hộ mình nhá à, có cả free fire với liên quân anh em nào chơi free fire liên quân thì 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 thì, thì à, vô mua nhá nick tốc chiến thì bán được ít quá nên là bị bán hết rồi bọn nó cũng chưa úp thêm để mình kêu úp thêm cho nếu anh em nào chơi tốc chiến thì để mình kêu úp thêm chủ yếu là free fire anh free fire bán rất là nhiều rất là mạnh nhá ngọc rồng nữa chủ yếu là anh em nào mua ngọc thì ủng hộ cho mình à, ngọc 10 server ngày 30 có giá tết nhá cảm ơn anh em rất là nhiều đừng quên là ủng hộ cho mình nhá tết này ủng hộ cho mình em nhá lâu quá rồi mới quảng cáo nên là quảng cáo hơi dài tí anh em thông cảm nhá hello mọi người xin chào anh em và mọi người đang có mặt tại kênh youtube coi ốc thì chín tựa game mình đang chơi ngọc rồng online như vậy là một năm nữa trôi qua rồi và đây chính là cái clip cuối cùng của năm nay à, <laughs> chúng ta lại gặp nhau một năm nữa rồi anh em ạ à. vâng <laughs> một năm lại trôi qua lại gắn bó với game ngọc rồng thêm một năm nữa và năm 2023 sẽ là những ngày tháng tiếp tục gắn bó với game Ngọc Rồng của mình anh em ơi Thì uh, mình chúc mọi người là sang năm mới là um, có một cái Tết đầm ấm hạnh phúc bên gia đình và người thân Và năm mới thì gặt hái được nhiều thành công uh, Sức khỏe thì dồi dào Nói chung là tất chúc tất cả anh em có những cái gì Có những thứ gì mà anh em thích là đều có được đó Được chưa Nhai cái bánh trưng vào cái nào Mẹ 115 trăm chí mạng nghỉ mẹ đi 115 trăm chí mạng anh em 115 phần trăm chí mạng mọi người ơi ốc tiêu 957 rồi bây giờ mình sẽ lần đầu tiên mình review sự kiện mình sẽ nhận xét bét mèo anh em ơi thì bét mèo đuôi vàng này lúc đầu là sức đánh 800 thì mình cũng có cũng cũng có ý cho admin và bây giờ nó đã lên 10 phần trăm rồi thì nói chung là cái chỉ số con bét mèo này với cái giá 3k ngọc ha thì là mình chỉ là người góp ý thôi nhá chứ mình không can thiệp được vào cái số ngọc mà admin bán đâu nên là anh em đừng có kêu là ờ, um, Thằng coi nó xong kêu admin giảm xuống 2 ca ngọc đi anh em cho dễ mua Nó hợp lý hơn kiểu kiểu vậy Nhưng mà theo mình nha Mình đánh giá khách quan Thì đây là lần đầu tiên admin bán bét vĩnh viễn Và cái giá là 3k ngọc 10% HP, 10% KI với 10% trăm sức đánh Chí mạng 500 và tăng 300 chí mạng cho chủ nhân trong 5 giây Hợp lý, khá hợp lý thôi Nhưng mà về số ngọc 3 ca ngọc thì mình nghĩ cũng cũng được Nếu như mà Tết, cái giá ngọc Tết Tầm Tết thì anh em mua đúng không ạ? tầm tết anh em mua thì cái giá ngọc tết thì mình thấy cũng cũng à, à, tầm tầm khoảng 300 trăm đi tầm tầm khoảng 300 trăm thì mình thấy cũng khá là hợp lý nhá đấy nói chung là con bé thì anh em có thể mua là xài bình viễn được luôn chứ không phải mua đi mua lại nữa nếu như mà sau này nó ra cái bé loại 12% hai phần trăm mười trăm thì anh em cũng nên cân nhắc là có nên mua hay không đó còn như thế này thì mình thấy cũng khá là hợp lý rồi nên là mình sẽ à, mua cho lại ạc à, 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 cờ rớt của mình đó ạc à, hello hà nè, một con bình viễn luôn anh em nhá hết sự kiện nó không mất đâu anh em ơi À, ạc à, ốc trâu mình cũng sẽ mua một con à, ạc, ốc trâu là mình, mọi người biết là mình có bó hoa hồng bình viền rồi mình sẽ mua thêm một con à, à, ốc trâu nữa này ba ca ngọc anh em ạ Bét mèo à, đuôi vàng hai con à, polykid mình sẽ à, gọi là à, mua tiếp luôn từ từ mình sẽ tắt mấy ạc kia đi cho nó rộng rãi anh em nhé à, polykid mình cũng sẽ mua một con à, seri việt nam đồng mình sẽ mua một con mình nuôi rất là nhiều anh em ạ sơ đi một triệu việt nam đồng này là một trong những cái ạc mà trâu bò nhất tại xe 2 đấy đấy ạc rất là trâu anh em nhé ạc này là ạc sơ đi một triệu năm đồng với xét giáp bảy sao trên người mọi người nhé cực kỳ là trâu bò luôn ạc này nói chung là bá đạo lắm anh em ơi đó nói chung là những cái lô ạc uh, của mình tại xe 2 tiếp tục ạc cảnh sát coi không thể quên được một thời live stream làm mưa làm gió tại xe 2 mua thêm một con ba ca ngọc rồi đấy nói chung là ổn áp anh em ạ à. mình đang sử dụng một hổ mập vàng 17 bảy hp nhưng mà bù lại cái là 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 là, là nó không bình việt anh em ạ à. nó không bình việt nên thôi mình mua con này anh em ơi. Con cảnh chắc coi thì vẫn vậy mọi người nhé hai set 7 sao xương xương thôi. Hai set 7 sao xương xương. Đó, nói chung là à, cũng 188, 188 cùng 188 nhé Rồi, hôm nay thì mình chính thức là cho Polikit trở lại anh em nha. Polikit trở lại với hành trang trên người đó là hai gang hủy diệt là um, 7 sao, hai set 7 sao sức đánh hết toàn bộ anh em nhé Mình sẽ cho con này trở lại tại vì mấy bữa nay là ở server 2 mình cũng đang gọi là thiếu trái đất. Thật sự với anh em luôn, không có trái đất chơi bọn nó choáng khó chịu quá mình mở nội tại 3 hít lên được 139% sát thương và cái hạt này thì cờ rớt của mình nó làm tới nhiệm vụ là hạ Biu Biu 4 trên 10 rồi bữa giết được Sên bão hung luôn anh em mình không làm khiếp giết được Sên bão hung luôn hạt này đang mang bó hoa hồng anh em nhé mình sẽ canh canh sự kiện để coi có cái nào hợp lý thì mình sẽ kiếm một cái vật phẩm đeo lưng bình viện rồi bây giờ mình nói về cái bé mèo đuôi vàng này rất là nhiều anh em kêu là so với cái lồng đèn lon 349 ngọc với lại cái cánh thiên thần 349 ngọc thì cái này ba ca Ngọc mắc hơn nhiều mọi người có hiểu đây là bé còn cái kia là vật phẩm đeo lưng hai cái nó có cộng dồn với nhau chứ không phải là thay thế mọi người chưa hiểu à? rất là nhiều anh em kêu là ở tại sao không mua cánh thiên thần chín Ngọc mà lại đi mua cái bé đuôi vàng ba ca ngọc này đây là gì ạ Đây là bé bé là cái con đi theo mình đây này đây này đây này đấy 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 còn cái cái vật phẩm đeo lưng vật phẩm đeo lưng như kiểu là lồng đèn lon hay là cánh thiên thần thì nó chính là bó hoa hồng mọi người hiểu không ở đây này bỏ ra nó có mất con bét đâu mang vào này vật phẩm đeo lưng nó khác với lại bét anh em ạ à. đây là bét này á à. lần đầu tiên đây là lần đầu tiên admin bán bét vĩnh viễn còn lại từ trước giờ anh em chỉ xài bét ngay thôi nên là mình sẽ mua nói chung là cái giá 3 ba ca ngọc mà so với anh em học sinh thì cũng hơi khá chát nhở nhưng mà mình thấy là nếu như mà anh em gom góp thì mua cũng được mua cũng được từ nay trở về sau là không cần mua nữa không cần phải lo nghĩ tới bét không cần phải chơi sự kiện à, mấy sự kiện có bét nữa đỡ tốn tiền mà tốn một lần thôi à? ờ thì mình thấy cũng khá là hợp lý nên mình mua. Còn anh em nào mua thì mua, không mua thì cũng thôi đấy. Đặc co này mình cho trở lại anh em nhé, cho trở lại một đặc uh, một um, trăm ba mươi chín trăm thương uh, di chuyển tức thời, uh, camê á, um, rồi uh, nói chung là ổn áp anh em nhé. này thì có cả rắc khi chân nên là cũng khá là ok. Hai găng bảy sao hủy diệt 15 phần trăm ổn áp anh em ạ. À. Giờ mình sẽ vào review sự kiện nhá cái năm 2023 này sẽ là một năm tiếp tục mình gắn bó với game Ngọc Rồng Online. Cái game Ngọc Rồng Online là đã mang đến cho mình uh, tất cả mọi thứ. Uh, danh tiếng này, sự nghiệp này, tiền bạc này. Uh, đặc biệt là những anh em yêu thích kênh. Đó đó là những cái mà mình cảm thấy là biết ơn game Ngọc Rồng Online. Uh, biết là mình cũng cố gắng, biết là mình cũng gọi là phấn đấu. Nhưng mà cái game nó đưa đến cho mình rất là nhiều nhiều thứ anh em. Đặc biệt là những anh em xem kênh của mình. Úi trời ơi tuyệt vời luôn mọi người ạ. À. À, nên là mình sẽ gắn bó với game ngọc rồng online dài 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 nữa anh em ơi nói chung là gắn bó rất là lâu dài nữa có thể là 5 năm sau mọi người vẫn vẫn xem được cái clip này của mình và mình sẽ nói một câu chuyện gì đó về ngọc rồng online cho anh em xem mình rất mong muốn như vậy và cũng rất muốn anh em đồng hành cùng mình trong game ngọc rồng online chính luôn à, ngọc rồng online.com đó à, thì mình tin mình tin rằng 2023 sẽ là một năm của ngọc rồng online và ngọc rồng online chính sẽ đánh bại ngọc rồng online lậu và lậu sẽ bị mất đi và anh em sẽ dồn về Ngọc trồng online chính. Đó, thì mình luôn luôn gọi là có niềm tin vào nó anh em ơi. Và một số anh em hỏi là Tết năm nay là mình có nạp ngọc vào game hay không ạ? Mình xin trả lời là có nhá, khá khá đó. Nói chung là không nạp bằng năm ngoái đâu, không nạp bằng năm 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 2022 vừa rồi, nhưng mà nạp cũng khá khá vào game đó. Tại vì sao? Tại vì gần Tết 2023, tức là gần Tết năm nay này, anh em bán giá ngọc khá là cao. Bắt đầu anh em nghĩ là ờ sợ sợ không bán được ngọc tại vì sao tại vì gần tết mà giá ngọc nó vẫn cao như thế này hiểu không ạ thì tết nay tết nay tết năm nay mọi người sẽ không dám nạp thì mình sẽ là người nạp vào để để tầm khoảng 6 tháng nữa thì mình đoán mình đoán thôi 6 đến 7 tháng nữa thì toàn bộ anh em trên 10 server sẽ hết ngọc và tất cả những người chơi sẽ dồn vào shop của mình thì lúc đó thì vàng ngọc 97.com và acc 97.com lên ngôi ấy nhưng mà rất là nhiều anh em là ủng hộ cho mình từ trước tới giờ anh em sẽ hỏi câu là em ủng hộ cho anh còi từ trước tới giờ mà cần gì để để đến 6 tháng sau mình chỉ muốn nói rằng cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người luôn luôn có sức khỏe dồi dào luôn luôn thành công trong cuộc sống và có những điều tốt đẹp tới với tất cả mọi người mình biết ơn tới tất cả những anh em xem kênh youtube của mình biết ơn anh em rất nhiều nhưng mà mình không biết làm gì hết thì à, sang năm là mình sẽ xem xét và sẽ có những cái gọi là buổi từ thiện nhá từ thiện để à, tri ân à, cảm ơn tất cả anh em ngọc trường online đã ủng hộ mình ấy thật sự là cảm ơn anh em rất nhiều Chúc anh em luôn thành công phát đạt Trong năm 2023 Cảm ơn mọi người Đọc từ hôm kia tới giờ Mòn hết cái sự kiện anh em ơi Bây giờ mới review cho anh em xem này Nói chung là mình khi nào cũng phân tích Đồ làm liệt các kiểu đồ kỷ lưỡng rồi Mới lên clip cho anh em xem anh em biết đấy Chứ còn lên clip mà chỉ đọc đọc sơ sơ cho anh em Thì anh em cũng có thể đọc mà <laughs> Đấy thì nói chung là về cái um, Sự kiện đầu tiên đó là nấu bánh ngày Tết Thì à uh, anh em thứ nhất là anh em nếu um, nghèo thì anh em có thể cày chay nhé anh em cày chay lấy uh, công thức nấu bánh còn nếu như mà giàu thì anh em có thể qua siêu thị để mua bánh tét với là bánh trưng nha mọi người đấy uh, nó đang bán là hình như là đâu mình xem đây nào nói chung là ở bên xe và hai thì là 50 triệu này 80 triệu có như mình nãy mình mua một cái có 50 triệu à mình nhai vào là tăng được 25 trăm sức đánh với là 25 trăm chí mạng anh em ơi đó hạn sử dụng là, là 30 ngày Ngoài ra thì được uh, mấy cái phần thưởng uh, ngẫu nhiên á, nói chung là mấy cái phần thưởng ngẫu nhiên này mình thấy uh, nó cũng uh, khá là bình thường, không có vỉnh viễn nên là mình cũng không có ham lắm anh em ơi. Nhưng mà cũng được, cũng được anh em cũng được. Nói chung là uh, ổn áp nhá, ổn áp. Đấy, còn nếu anh em nào mà lười thì cứ qua siêu thị mà mua rồi anh em cày kiếm bánh tét bánh trưng mà bán. Nói chung là cái sự kiện uh, nấu bánh ngày Tết thì bây giờ là cho anh em giao dịch thoải mái, kiếm vàng thoải mái. Nếu mà bây giờ anh em à Tết Tết anh em nào mà siêu siêu có khi kiếm được cả, cả trăm tỷ vàng là bình thường. Ấy, nhiều ạ, nó tập trung nó kiếm vàng, qua Tết nó kiếm tiền nó xài. Cái sự kiện thứ hai là cái mâm ngủ quả, cái mâm ngủ quả này mình thấy ngon này. Cái mâm ngủ quả này là có mở ra là cành hoa mai bình viễn này. Đấy, anh em nghiên cứu này, cành hoa đào bình viễn này, hai cái này bình viễn này, mình thấy khá là ok. Cái chỉ số thì là uh, 11 11 12 13% gì gì đó, tầm tầm khoảng 13% đủ lại. 13 11%, thì mình thấy là khá là ổn cánh hoa mai bình viễn với lại cánh hoa đào bình viễn là mình thấy là cái sự kiện mâm ngủ quả này khá là ngon nếu anh em mà chơi thì có thời gian thì nên chơi sự kiện mâm ngủ quả nhé mọi người ổn áp nói chung là kiếm vật phẩm thì cũng không quá khó anh em ơi kiếm thì cũng không quá khó anh em có vàng thì có thể mua bằng ký gửi vàng này hoặc là ký gửi ngọc gì gì đó mua lại về gom kiếm cành hoa mai bình viễn. tức là vật phẩm đeo lưng anh em nhé không phải là bét đâu giải cứu mèo đen này giải cứu mèo đen này thì dễ rồi chỉ cần đánh phi láp chết là mèo đen tự đi theo mình và sau đó thì về trái đất giao cho không được cáp sun anh em nhé thì về trái đất giao cho ông 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 tàu bay ở ông tàu bay ở trái đất và nhận thưởng và sau đó nhận được một vật phẩm sự kiện và đặc biệt là cái này có đua tóp anh em nhé bé mèo đen đuôi vàng vĩnh viễn này với lại bé mèo đen vĩnh viễn vĩnh viễn thì nhưng mà chỉ được top ba ấy thì bé mèo đen đuôi vàng vĩnh viễn chỉ số thì tầm khoảng là ngang với con bí thì cũng tầm khoảng 12% phần trăm so với cái bé mới bán ba ca ngọc thì chắc chắn là nó có hơn hơn một xíu siêu siêu nhưng mà chỉ có ba ngày có thôi nên là chắc là anh em xem clip của mình là chắc đua đua tóp cũng không nổi như mình mình cũng không đua nổi anh em ạ tại vì bọn này nó nó đua kinh lắm nó làm cả ngày mùng một tết mà nó vẫn nó vẫn đi đua top thì chịu rồi ấy top 4 đến top 10 thì 90 ngày và top 11 đến top 100 thì là 60 ngày. ấy À Lì xì thì lời chúc với là Happy New Year thì nó free rồi, không có gì để nói nữa À quên mình cho anh em xem thì hôm qua mình có mở hộp quà. Mình có mở 30 uh, uh, 31 cái hộp quà. Đấy, thì nói chung là nó toàn ra avatar vip uh, 15 ngày nè. rồi toàn ra đá 1, đá 2. Nói chung là anh em nào hên hên được đá 4 hay sao á. Đấy. Ra mảnh vỡ bông tai nè. rồi ra nói chung là mỗi lần nuốt là được một điểm sự kiện. Đấy, nói chung là mình mình nuốt một lúc thì mình được à uh, 30 mấy hộp á uh, mình được uh, đá may mắn x3. Đó, rồi uh, đá cấp 1, cấp 2. Nói chung là cái đó là dành cho anh em mà kiểu như là đi đi à, kiếm à, kiếm đá may mắn để nâng cấp găng thiên sứ hay là đồ thiên sứ ổn áp nhé mọi người đấy ổn áp nhá đấy nói chung là cái đó là nó miễn phí mà nó miễn phí mà là ngon rồi đỡ tốn ngọc mua giống như mình à, lúc nào cũng phải tốn 3 ca ngọc bây giờ anh em chỉ cần mua mảnh nâng cấp vip thôi 500 ngọc là có thể được nâng cấp rồi đấy có cơ hội thành công lên rồi cũng trên 50 trăm 60 trăm thì nâng hai lần cũng lên này đấy còn săn ăn trộm với diệt ở dơ thì mình thấy là khá là ít anh em chơi sự kiện này tại vì anh em biết là đánh ở dơ với ăn trộm ở dơ thì nó hiếm ăn trộm thì nó cũng hiếm nhưng mà ăn trộm phải đánh 100 hit mà nó còn bị choáng đó, rất là lâu à, rất là lâu nên là sự kiện mà bắt ăn trộm ở dơ thì mình cũng thấy ít anh em chơi đấy mở bán lại một số đồ thì anh em biết rồi mở bán lại vòng quay may mắn thì à, có cải trang kimono với nón mèo nhá à, có bình biển luôn anh em nhá mình thấy rất là nhiều anh em quay ra bình biển tuy nhiên là mình lên quay thử một ngàn ngọc toàn kín không đấy nói chung là cái cải, à, cái vòng quay này thì anh em nào mà ham cái trang thì cũng quay thử cho biết biết đâu quay từ tầm 500 ngọc thôi đấy biết đâu hoặc là quay một hai hít thôi may mắn thì ra thôi tìm kỳ lân con thì ra cặp xuân tết này nhưng mà nếu như mà anh em nào mà lười tìm kỳ lân con á thì anh em tới mua giá 200 ngọc ở Santa nhá Đấy, mua 200 ngọc có cơ hội mở ra mấy con bé dành cho xây ra HP 17 phần trăm này nọ đấy đây mình đọc cho anh em xem này đây này Bé hổ vàng này, bé hổ vàng này là 17 trăm HP đấy à, Cải trang hổ vàng là cũng là 30 trăm HP này Nón chuột, nón trâu thì anh em biết rồi Nón hổ vàng anh em biết rồi, cây trúc thì anh em cũng biết rồi ha Đấy, đồng thời là bán luôn uh, mèo Kirin Kit Đấy, nói chung là sự kiện nó ngắn với thôi Mình review nhanh mà anh em Dành cho anh em mà uh, gọi là Xem, đã hiểu sơ sơ sự kiện rồi Đấy, thì đây này Cải <laughs> trang, nói chung là cải trang này thì Ờ ốc tiêu cầm về đúng là cũng đẹp thật nhưng mà chặt dương quá anh em 10 k ngọc chua quá nên thôi anh em ơi cặp xuân tết này cặp xuân tết thì đợt này là 200 ngọc mình nhớ mọi năm 300 lận ai nón trâu may mắn ồ nón trâu may mắn hp ba mươi trăm mua một cái nữa coi nào nói chung là mình cũng full hết rồi mình mua hai cái review cho anh em xem chơi thôi xong mình bỏ luôn vật phẩm đeo lưng của mình thì mình có cái này rồi mình có băng bóng heo rồi còn 62 ngày mình có chí mạng 10 trăm tất cả mọi thứ đều ổn áp hết rồi anh em ơi nó nổ vàng với lại vật phẩm đeo lưng á là admin nó ra sự kiện liên tục nó ra sự kiện liên tục nên là um, cũng dễ kiếm ở ừ. nói chung là mở cái cáp sun tết này mở cái cáp sun mà 200 ngọc á, chủ yếu là anh em tìm kiếm là uh, xây ra anh em xây ra thôi nha Còn trái đất với Nam X thì chắc cũng chả mua cái này làm gì Chủ yếu là anh em xây ra kiếm cái cái kiếm cái bét hổ vàng 17 đám HP 17 trăm anh em 17 đám HP nhá ngon ngon ạ ngon ạ Bây giờ mình sẽ đi đập đồ cuối năm cho ốc tiêu được rồi à, đánh giá chung về cái sự kiện Tết đợt này một cái á, quá ngon quá tuyệt vời anh em ạ anh em vừa có thể cày chay mà vừa có thể uh, uh, đi uh, dùng tiền để mua được uh, bánh trưng bánh tét này cũng có thể dùng tiền để mua cũng có thể cài chay Um, cáp xuân tết cũng có thể dùng tiền để mua hoặc là đi dắt lân con ngoài ra anh em có thể đi uh, uh, cày free để nhận được những con bét có thể bình viễn luôn quá ok anh em nhỉ quá ok mình thấy sự kiện tết này là một trong những sự kiện tết mà admin gọi là vun đắp nhất uh, tính toán kỳ lưỡng cho anh em mua bán cũng như cho anh em cày chay cũng như cho anh em có tiền uh. tất cả mọi thứ đều ổn áp hết anh em ơi bảy mâm ngũ quả nữa này đó à, thôi bây giờ chúng ta sẽ đi đập đồ anh em nhé thì uh, ốc tiêu là đang có ba món sáu sao bữa mình đập lên rồi thiên sứ còn uh, găng với lại uh, radar thì anh em biết rồi 21 năm bữa trước rồi mình sẽ đập ba món này 115 trăm chí mạng anh em nhé <laughs> khiếp trăm mười lăm trăm chí mạng nghe oải thật đi à, nâng cấp là nồi ba tỷ hai đầu tiên anh em nhé mua cuối năm nào cuối năm lên cái nào đợt dạo này đen lắm anh em ơi dạo này đập đồ ấy là đập bất kỳ cái gì luôn nó cũng đen hết mấy bữa là nâng uh, nâng găng cấp cấp 8 300 viên đá bảo vệ không lên ở xe 10 nản xe 10 luôn mà ấy. về xe v 2 sắm lại anh em thấy là mới sắm 78 con bé đó cũng tầm 20 21 ca Ngọc rồi đấy sắm bé để chơi anh em ạ Nói chung là mấy cái kia thì mình cũng ít làm clip chủ yếu mình làm cái ốc tiêu nên là mình sẽ kiểu như là đầu tư vào ốc tiêu nhiều hơn cái gì mà tốt nhất đó, thì mình sẽ mang ra cho ốc tiêu còn mà mấy ạc kia thì cũng mát hết rồi Cũng ổn áp hết rồi anh em Chưa mát nhưng mà ngon hết rồi Nội tại khiên 53, 54, tám hết Nói chung là chơi rất là ok rồi Mình cứ để vậy là mình chơi thôi Để vậy kiểu như là lúc nào mà anh em chửi nhau Hay là anh em đánh ngọc rồng sao đen gì á Hay là mình cho anh em mượn và đánh ngọc rồng sao đen Hay là mình chơi hay là mình làm thế này Mình làm thế kia thì mình còn có cái để chơi anh em ạ Chứ còn nói mình chơi Vô đạc ốc tiêu anh em Dè biểu ngay Không phải dè biểu vẫn tôn trọng nhưng mà ý là mình thấy mình hơi yếu yếu á đúng không ạ chơi là nó phải kiểu như là nhiều hoặc một tí Đấy anh em thì chơi thì chơi một nick thôi được rồi nếu như mà chơi một nick thì ok ba hành tinh hành tinh nào cũng ok anh em nhưng mà kiếm bạn bè mà chơi chung bây giờ bọn nó lập hội nhóm đây á anh em lên lên trên mấy nhóm facebook của mình ở dưới phần mô tả ấy. anh em xin vào nhóm của người ta nhưng mà ý là anh em chơi chung thôi nhá đừng có cho mượn nick này nọ xong rồi anh còi ơi em em nghe lời anh À, em vào mấy nhóm kia cho tụi nó mượn nick mất nick rồi đó thôi nhá chơi chung thôi vào bt chơi chung này nọ thôi chứ đừng có cho mượn nick mượn nick là còn cái nịt hiểu chưa chỉ có những anh em mà thân thuộc lắm tin tưởng lắm thì mới cho mượn thôi giờ mày cứ chơi với nhau vài ba bữa là nick tao này mày lấy mà chơi à. có thể là anh em uy tín được chưa có thể là anh em uy tín và người ta cho anh em mượn nick và anh em kêu ok mượn nick và anh em sẽ chơi tả và sau đó thì sao ạ người ta mượn nick lại người ta mượn nick lại thì sao anh em cũng sẽ cho mượn tại vì người ta đã cho mình mượn trước rồi hiểu không ạ anh em cho mượn lại thì chắc chắn là đây anh em hiểu đấy cái viễn cảnh này đấy à, cộng với lại à, 3 tỷ 7 6 tỷ 9 x 10 phát anh em nhá món bảy sao đầu tiên wow. oh, món bảy sao đầu tiên nâng cấp sau 4 lần thất bại anh em wow. Ờ, món bài sao đầu tiên của ốc tiêu mừng quá anh em ơi mừng quá mừng quá mừng quá mừng quá yeah món bảy sao đầu tiên giày thiên sứ đầu tiên chúc mừng ốc tiêu chín năm bảy đá pha lê hóa thành công xa giày thiên sứ công bảy sao pha lê à. tuyệt quá đỉnh ờ, mang cái giày bằng cái nào vc Né 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 Anh em VC là biết nói ai rồi VC là biết nói ai rồi VC nữa hi, hi, hi. Biết nói ai luôn Được chưa Hồi trước là mình chơi xét thần Tại vì xét thần là mua được Đỡ tốn tiền Bây giờ chơi như thế này Nó mới chất được không lên thì thôi Được cái giày rồi Mừng quá Ta răng tăng Ta răng tăng 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 ép luôn ép luôn ép luôn cho nó máu 21% món 7 sao đầu tiên đấy sẽ thiên mình đang trên đường làm hai xe thiên thứ 7 sao anh em nhá đệ của mình hiện tại là mình đang úp được lên là 56 tỷ 8 rồi lên 70 tỷ là có thể là dễ dễ đó hiểu ý mình chưa anh em lên cái nào, nào lên đi anh em ơi quần cái nào đáng phê quá anh em ạ sáu tỷ chín đầu tay à lên đi bạn lên đi fan người anh em chiến hữu Đấy, lên đi nào sau này cần rất cần một ốc tiêu hai xếp bảy sao mà hết hai xếp bảy sao thiên sứ cơ mình thích hai xếp bảy sao thiên sứ chưa chứ đồ thần mình chơi chán rồi anh em ơi đồ thần mình chơi chán rồi mình không thích chơi đồ thần nữa mình không thích chơi đồ thần nữa không lên à à, khá nhờ khá nhờ ha <laughs> mình không thích chơi đồ thần với đồ hủy diệt nó đâu anh em bây giờ mình thích chơi đồ thiên sứ đồ thiên sứ nó mới ra nhìn nó đẹp anh em đừng có học theo nha mình làm clip nó khác còn anh em cứ đi mua đồ mà mang đồ cùi cùi cũng được đừng có học theo nha học theo cũng được thằng nào đủ bản lĩnh thì cứ học theo thôi cũng chả ai cản được ai cộng tiếp tục 3 tỷ 6 10 tỷ rưỡi rồi Tụi mày có tiền thì tao không có cản được tụi mày đâu Nên là cứ học theo thoải mái Nhưng mà vấn đề là nếu như mà anh em mà Túi tiền, túi tiền của anh em không sâu rộng á Hoặc là anh em xác định mà chơi đồ 7 sao á Nên đi mua Còn nếu như mà xác định chơi đồ 4 sao thì mua set 4 sao, 5 sao Hoặc là khi nào có tiền thì cứ đầu tư thêm, đầu tư thêm cho cái ạc mình đẹp lên Cho cái ạc mình đẹp lên Thì nên mua hai xe thiên sứ Hoặc là một xe cũng được mang cho uh, sư phụ cũng được Đấy mua như mình này, đập set bốn sao chơi cũng được. Sau, sau này có tiền thì thỉnh thoảng đập vài ba hit đó. Hiểu ý mình không? đó, thì chơi set gọi là cùi cùi cũng được, nhưng mà đập đồ lên cấp bốn anh em nhé. Mai mốt mình sẽ đập hết đồ của mình lên cấp 4 cho nó đẹp anh em ạ. Đập nhìn cho nó đẹp. X10, à, đầu tìm quá. X10 một phát là tỷ hai đó. Lên cho tàu đổi khu ai hai ấy coi đang khu hai đổi khu hai đéo nói nhiều lên cho tao bút cho tao admin bút cho tao một là mày bút cho tao hai game này sập đéo nói nhiều ha. cái gì mới bút cho tao cái giày á bút thêm cho tao cái quần với cái áo thiên sứ tao cần hai món này bảy sao nữa bữa trước á, mình đăng bài thấy anh em bán vàng giá cao rồi mình đăng bài nhập phát xe 2 hai đăng bài nhập phát anh em im luôn <laughs> trời ơi thiếu nắp ngọc vừa mới đi chuyển ngọc qua tranh thủ nghỉ xả hơi rửa mặt rửa mũi tí rửa tay tí anh em ạ bây giờ nhìn này sạch bóng <laughs> admin hiểu ý tôi chứ lên mình thấy x10 là dễ lên nhất ứ ừ là trời x10 thì có 2 hit 35 triệu mà rồi tiếp tục anh em nha 99 tỏi tiếp theo này bán này rồi cộng với lại 3600 ui lên được món hơi chua rồi à nha ok là x10 luôn x10 tiếp x10 tiếp ôi rồi ôi <laughs> đau khổ lắm anh em ạ, à, đau khổ lắm, thấm lắm, ừ, cái trò này nó hơi mạo hiểm thôi, à, cũng muốn có xét thiên sứ bảy sao trước tết lắm anh em ạ, à, nhưng mà admin nó không độ rồi, cố lên, sợ nó không độ anh em ơi, sợ nhất là nó không độ á. Không dám x100 đâu anh em, x100 run lắm X100 run lắm ừ, Đừng có tưởng là anh còi thiếu gì vàng Vàng tao mua bằng tiền đó Lên đi, lên đi Không dám nhìn vào số vàng xem nó tụt luôn anh em Không dám nhìn nữa đó, lên đi, lên đi ừ. 3.6 nữa, đáy công 3 17 thì 7 rồi anh em ơi Nốt lần này không lên thêm món 7 sao nữa ngưng lại đi đã. 3700 21 tỷ. rồi vô. <laughs> từ từ thôi anh em ơi run quá. Mẹ cay. Cay lấy x100 đó anh em. Cay lấy x100 nó từ 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 lại, từ từ lại. Từ từ lại. Mình thấy rất là nhiều anh em ấn nhầm x100 nhá. X10 quần phạt anh em nhé Ơ, à, đau Mẹ tình. Lên món nó coi Hai mấy tỷ rồi Mẹ, ước gì luôn á Ước gì trước Tết có xét thiên sứ 7 sao Đang ước luôn á Thiệt với anh em là đang ước luôn á Bây giờ chỉ mong là Nếu như mà nó lên được một món thiên sứ 7 sao nữa Trong vòng mà 3 lần x99 này Tức là hết hết 347 triệu này Còn hai là x99 nữa mà nó lên thêm một món thiên sứ bảy sao mình ô nin luôn tức là tốn 50 tỷ cũng 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 phải lên được ba món thiên sứ 7 sao kiểu kiểu vậy là phun sẽ tiên sứ bảy sao đấy anh em ấy mình đang kiểu như đang rất muốn mà để qua tết tập trung đầu tư xét đệ anh em ạ tốn quá cái này làm clip chắc rồi bốn năm triệu về năm đồng rồi ạ <laughs> x mười phát anh em nhé lên đi lên đi lên đi Mẹ, lên mây, mẹ à lên mây có à, à nè Bô khỉ, mẹ mày có lên không? Lên đi năn nỉ, trời ơi. Mẹ chán thật chứ Được đúng mỗi cái giày Bực tích ghê đi Đấy cộng rồi nhỉ, ở à, cộng rồi 25 tỷ đó, tính là 25 tỷ lên được cái giày Tí nó đập thêm 3 tỷ 6 nó tính là 28, 29 tỷ à Mẹ mày tự dí cái giày luôn, dí cái quần luôn Bây giờ chỉ cần lên được cái quần thôi lên được cái quần hoặc cái áo thôi mình dí luôn cái 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 món còn lại lên 7 sao luôn trong một buổi này ngưng một nhịp anh em nhé ngưng một nhịp ngưng một nhịp rồi tiếp tục Ôi, yeah, trời ơi nó không còn dồn chua lắm anh em ạ. Mẹ mày X100 luôn này. Còn có 160 triệu X100 là đúng rồi anh em. Thôi 99 chín cuối cùng này. Là 3 tỷ 6 nữa. Tổng ngày hôm nay là 28 tỷ 6 anh em nhé. Lần nào làm cả clip cũng tốn 4 5 triệu hết anh em ơi. Nhưng mà nếu mà nếu mà tốn tiền nhá, nếu mà tốn tiền mà nó nó lên theo ý mình á, không quá đáng là được. Thí dụ tốn 20, 28 tỷ mà nó lên được hai món 7 sao Ok tuyệt vời Đấy như vậy thì gọi là không Coi như là không mất Đó Đúng không ạ Chứ còn nếu mà tốn tiền mà nó không lên thì mới đau đây này à, Bây giờ chỉ cần lên được một món thôi anh em ơi à. Lên được một món thôi là mình Mình tiếp tục nạp vàng vào Ờ à. Ôi giời ơi, mẹ cái cảm giác à, chiến thắng nó không có. Anh em chỉ thấy được cái cái gọi là cái hào nhoáng. Máy lên được cái giày anh em thấy được cái hào nhoáng. Ờ thằng Coi đập lên cái giày, ngon. Chỉ bao nhiêu hít bao nhiêu hít. Có biết được đằng sâu bên trong nước mắt nó là biển rộng. Thế món thiên sứ bảy sao nó coi đi năn nỉ luôn đó. trời, thế năn nỉ luôn á. xin người đi mà u là trời mẹ bọt số 2 được thông báo ốc thì chín bảy vừa đập quần thiên sứ lên 7 sao pha lê nào Trời ơi đừng mà ơi à. ngắm cái giày cái bảy sao ôi cái giày bảy sao đẹp quá anh em ạ giày bảy sao đẹp quá giày bảy sao đẹp quá trời ơi Bố mới cười vào mặt cái game này nhá Bố mới cười vào mặt cái game này Hôm sau đập tiếp Cái thật Hôm nay lên được một món thì nói chung là 28 tỷ 6 lên được một món thì chua Nhưng mà Ít ra là còn lên Ít ra là còn lên được món 7 sao Vậy là ba món 7 sao rồi anh em nhá Còn thiếu cái okay áo với cái quần 7 sao nữa thôi Cố lên anh em ơi từ từ nó mới lên được anh em nhé nên là anh em hãy ủng hộ clip cho mình và hóng tiếp tục siêu phẩm ốc tiêu ốc tiêu chín này mình trước là mình làm ba lần rồi là đập hai xét bảy sao thần này à, đồ sáu sao tiền năng sức mạnh này đồ bảy sao né đòn đập đi đập lại mấy lần này à, đồ tùm lum nhiều lắm rồi anh em nhiều lắm rồi Đấy, bây giờ thì mình đập và mình uh, cố gắng úp đệ tiếp anh em nhé Giờ mình sẽ kiểu như là mình tiếp tục cày Sắp tới thì đệ mình lên 70 tỷ mình sẽ um, sẽ thiên sứ luôn anh em nhé sẽ thiên sứ luôn sẽ làm sẽ sẽ thiên sứ luôn anh em đấy thì à, đợi đợi sự kiện tiếp theo mà admin ra sự kiện gì có đá bảo vệ anh em admin ra sự kiện gì có đá bảo vệ á thì mình sẽ tiếp tục uh, uh, mua đá bảo vệ uh, số lượng lớn tại xe và hai quyết tâm đập cái găng thiên sứ lên cộng 8 cho nó mát game đi bem cho nó xuống anh em ạ chứ còn bây giờ mình mang xe né đòn mình bất tử đấy anh em có nội tại bông tay trăm né đòn bất tử mẹ rồi bá đạo quá bá đạo pk gần như không ai pk lại thật ạ à. thôi là chung game cứ tăng tàng thôi ở năm mươi triệu này 50 triệu này nhưng mà thôi mai mốt mình mua anh em ạ còn 4 phút nữa mỗi cái uh, bánh trưng là uh, xài được sáu uh, uh, 60 phút một tiếng là 25 trăm chí mạng 25 trăm sức đánh ngon anh em ơi Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này nhá đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube còi ốc thứ 97 giờ chỉ mong đệ lên 70 tỷ nhanh nhanh một tí và sau đó thì uh, À, Úp à, làm nhiệm vụ hạ chiêu lơ này, mua xét à, thiên sứ cho đệ tử đập lên mấy sao thì mấy sao đi làm nhiệm vụ. bài chúc anh em ăn Tết vui vẻ nhé.